Chào những người nghe bằng dòng máu quê đỏ, chúc anh em một ngày mới an lành và vui vẻ. Giờ mời anh em đến với nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Ronaldo đã hoàn tất kiểm tra y tế. CR7 sẽ đá vị trí nào tại MU? Ronaldo có khiến Greenwood bị thui chột? Lý do Sancho mờ nhạt trước Wolves? Anh em ủng hộ kênh bằng like, share và đăng ký nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ mời anh em đến với nội dung chi tiết. Ronaldo đã hoàn thành kiểm tra y tế. Theo The Telegraph, Cristiano Ronaldo đã hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế cho Manchester United. Tờ báo này đưa tin, Ronaldo đã hoàn thành kiểm tra y tế vào cuối tuần. Sau khi vượt qua bài kiểm tra y tế, Ronaldo dự kiến sẽ bay đến Anh để hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết để chính thức là một cầu thủ của Manchester United. Quỷ đỏ muốn có buổi giới thiệu, chụp ảnh chính thức và thực hiện các cuộc phỏng vấn với Ronaldo, cũng như đảm bảo tất cả các thủ tục giấy tờ được nộp trước thời hạn chuyển nhượng. Với việc Ronaldo phải bay trở lại Bồ Đào Nha để tham dự các trận đấu trước đội tuyển quốc gia, điều này có nghĩa là CR7 có thể bay trở lại nước Anh vào thứ Tư ngày 8 tháng 9, với hy vọng sẽ có trận ra mắt trên sân nhà trước Newcastle vào ngày 11 tháng 9. Tuy nhiên, với những vấn đề như thị thực hay kiểm dịch có thể làm mọi thứ phải chậm lại. Hy vọng rằng anh ấy sẽ có thể thực hiện màn ra mắt trên sân vận động Old Trafford trong trận gặp Newcastle. Báo cáo cũng nói rằng tất cả các thủ tục giấy tờ đã được hoàn thiện nhanh nhất có thể để mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. Ronaldo sẽ đá vị trí nào tại Man United? Sự có mặt của Ronaldo hứa hẹn sẽ mang tới cú hích không nhỏ cho hàng công của Quỷ đỏ. Thực tế, đẳng cấp của CR7 là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, điều quan trọng là Ronaldo sẽ thi đấu ở vị trí nào trong hệ thống của Man United. Dù vậy, có vẻ như huấn luyện viên Solskjaer đã sớm có kế hoạch dành cho người đồng đội cũ của mình ở sân Old Trafford. Cụ thể, chiến lược gia người Na Uy khẳng định Ronaldo đã phát triển toàn diện. Cậu ấy từng chơi dạt bên phải, bên trái trên hàng công. Nhưng theo tôi, Ronaldo chắc chắn là một trung phong ở thời điểm hiện tại. Nhưng có những trận đấu, chúng tôi sẽ chơi với hai tiền đạo hoặc chơi với hàng công ba người ở phía trước. Tôi muốn thấy Ronaldo ở trong vòng cấm. Tôi muốn cậu ấy ghi bàn. Tất nhiên, chúng tôi rất hào hứng với toàn bộ câu chuyện khi Ronaldo quay trở lại. Hy vọng rằng chúng tôi có thể sắp xếp các thủ tục giấy tờ và công bố chữ ký của cậu ấy thật sớm. Ronaldo là một nhà vô địch và là một chàng trai tuyệt vời. Các cầu thủ rất hào hứng và tôi rất vui khi có Ronaldo để nâng cấp đội hình của Man United. Anh ấy là sự bổ sung thêm một cái gì đó hoàn toàn khác. Hy vọng Ronaldo có thể vào sân và thể hiện những gì cậu ấy đã làm được trong sự nghiệp. Với tiết lộ của Solskjaer, không loại trừ khả năng nhiều thời điểm Ronaldo sẽ đá cặp với Cavani trên hàng công của Quỷ đỏ. Đây là điều rất cần thiết khi Man United thường xuyên phải chạm trán với những đội bóng chơi phòng ngự chặt chẽ. Gặp sự cố, Amad Diallo sẽ tiếp tục ở lại Man United. Ngoài Daniel James, Amad Diallo là gương mặt bị đồn đoán nhiều nhất khi Sancho đến với MU. Giới truyền thông cũng nói nhiều đến khả năng sao trẻ người bờ biển Nga của Quỷ đỏ sẽ rời sân Old Trafford để tích lũy thêm kinh nghiệm chinh chiến. Thực tế, Diallo đã tiến rất gần đến việc gia nhập Feyenoord và thi đấu ở giải vô địch quốc gia Hà Lan ở mùa giải 2021-2022. Các điều khoản đã hoàn tất giữa đôi bên, nhưng mọi thứ bất ngờ đổ bể ở phút cuối. Amad Diallo gặp phải chấn thương trong buổi tập cuối cùng với Man United. Điều này buộc Feyenoord phải từ bỏ ý định mượn Amad ngay trong mùa hè này. Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Feyenoord, Frank Emerson, cũng đã chính thức lên tiếng. Cậu ấy chấn thương, mọi thứ đã bị hủy bỏ. Thật tệ khi mọi thứ đã xong xuôi hết cả rồi. Tôi đã nói chuyện rất nhiều với ban lãnh đạo Manchester United, nhưng sẽ hợp lý hơn nếu để cậu ấy bình phục ở Carrington. Có thể mất một thời gian nữa, Amad mới có thể trở lại. De Gea khen Varane hết lời. Ngay trong trận ra mắt Man United, Raphael Varane đã lập tức cho thấy đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu với hàng loạt tình huống phòng ngự đỉnh cao. Đánh giá màn trình diễn của Varane, David De Gea dành cho anh nhiều lời khen ngợi. Thông qua trang web của câu lạc bộ, thủ thành người Tây Ban Nha chia sẻ: Varane chơi rất hay. Chúng tôi đã không để thủng lưới. Một trận đấu rất sạch lưới luôn là khởi đầu rất tốt. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời. Tôi nghĩ Varane thật tuyệt đối với tập thể này, một trung vệ giàu kinh nghiệm. Varane đã trải qua hàng loạt trận đấu và tôi nghĩ cậu ấy đã thể hiện kinh nghiệm đó trong ngày hôm nay. Varane luôn xử lý tình huống bình tĩnh với trái bóng, có khả năng không chiến rất tốt, rất nhanh nhẹn và là một hậu vệ xuất sắc, một chữ ký tuyệt vời đối với chúng tôi. Ronaldo có khiến Greenwood bị thua chột hay không? Greenwood đang đứng lên mạnh mẽ sau một cú bước hụt khi bị loại khỏi đội tuyển Anh vì vi phạm kỷ luật hồi tháng 9 năm 2020. Trải qua những giai đoạn thăng trầm cuối mùa giải trước, ngôi sao 19 tuổi từng bước tạo dựng lại hình ảnh của bản thân và đang thu về những trái ngọt. Cơ hội đến với Greenwood ngay đầu mùa giải năm nay khi những tiền đạo tốt nhất của MU đều đang gặp vấn đề. Rashford phải lên bàn mổ, Martial mất phong độ, còn Cavani chưa sẵn sàng quay trở lại.
ngay ở trận ra quân Hoàng Anh mùa 2021-2022. Greenwood đã đóng góp một bàn trong thắng lợi 5-1 của MU trước Leeds. Ở hai chuyến làm khách sau đó của Quỷ Đỏ, Greenwood đều ghi những bàn thắng vô cùng quan trọng để giúp cho Man United chưa thua ở mùa giải năm nay. 3 bàn thắng sau 3 trận đầu mùa, đó là thành tích đáng nể của Greenwood. Anh là cầu thủ tuổi teen thứ hai làm được điều này sau Robbie Fowler ở Ngoại hạng Anh. Tại giải đấu số 1 nước Anh, Greenwood đã có tổng cộng 20 pha lập công, là cầu thủ tuổi teen thứ 4 cán mốc 20 bàn sau Michael Owen, Robbie Fowler và Wayne Rooney. Solskjaer đã thay đổi vai trò của Greenwood ở những trận đấu vừa qua, nhưng không thay đổi được bản năng sân bàn của anh. Trận đầu tiên gặp Leeds, Greenwood đá cao nhất trên hàng công, rồi anh bị điều chuyển sang cánh phải ở trận gặp Southampton và lại được trả về vị trí tiền đạo mũi nhọn trong trận đấu gặp Wolves. Sự nhạy cảm trong vòng cấm, những pha dứt điểm bằng cả hai chân như búa bổ là điều mà MU đang được hưởng lợi từ ngôi sao 19 tuổi. Thế nhưng, khi MU nhảy vào cuộc tranh giành Ronaldo với Man City và tạo nên một cú bẻ lái chấn động thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2021 để tái hợp với CR7, đằng sau sự phấn khích có thể nhìn thấy những cơn đau đầu của huấn luyện viên Solskjaer. Ronaldo đương nhiên không được đưa về để ngồi dự bị. Siêu sao số 1 thế giới chắc chắn sẽ chiếm một suất trên hàng công 3 người của Quỷ Đỏ. Hai vị trí còn lại sẽ là những sự lựa chọn giữa Greenwood, Rashford, Cavani, Martial và Daniel James. Mục tiêu ươm mầm và phát triển những tài năng của Solskjaer tại MU có lẽ sẽ phải lùi lại vài năm vì sự có mặt của Ronaldo. Cơ hội để Greenwood đá cắm ở sân Old Trafford gần như không còn một khi Ronaldo, Rashford và Cavani khỏe mạnh. Tiền đạo trưởng thành từ lò của MU cho thấy những tố chất tuyệt vời để trở thành một cầu thủ số 9. Song với những diễn biến hiện tại, có thể những cơ hội để cho Greenwood mài giũa những điều đó sẽ bị giảm bớt đi. Đó sẽ là một sự tiếc nuối lớn nếu Greenwood không thể phát triển theo đúng những gì mà ông trời đã ban cho anh. Với Ronaldo, MU đương nhiên có một tiền đạo cắm đẳng cấp thế giới. Nhưng rõ ràng, sự xuất hiện của CR7 không hẳn chỉ mang lại những tiêu cực cho Greenwood. Khi cầu thủ 19 tuổi sẽ học hỏi được từ ngôi sao đàn anh rất nhiều trên sân tập. Kỹ năng săn bàn và sự chuyên nghiệp của Ronaldo sẽ được truyền lại cho Greenwood để biến anh trở thành mẫu tiền đạo toàn diện. Chắc chắn Greenwood sẽ còn phát triển hơn nữa chứ không thể bị thua chột khi có được sự dạy dỗ của Ronaldo. Hy vọng gỗ xanh sẽ thành cây cổ thụ giống như Messi trước kia đã trưởng thành khi học hỏi từ Ronaldinho. Lý do Sancho mờ nhạt trước Wolves. Bóng tấn rất đơn Sancho khiến không ít cổ động viên của Quỷ Đỏ cảm thấy thất vọng với một màn trình diễn tương đối mờ nhạt trong lần đầu tiên được đá chính ở trận gặp với Wolves. Theo thống kê từ WhoScore, trong khoảng 71 phút có mặt ở trên sân, Sancho có 40 lần chạm bóng nhưng không tung ra được bất kỳ một cú sút hay đường chuyền quyết định nào cho đồng đội. Bên cạnh đó, dữ liệu từ SofaScore còn cho thấy Sancho có đến 8 lần khiến MU bị mất quyền kiểm soát bóng và thất bại trong cả 5 tình huống tranh chấp tay đôi với các cầu thủ bên kia chiến tuyến. Cần biết, cả WhoScore lẫn SofaScore đều chấm Sancho điểm thấp nhất, tệ hơn cả so với Fred, Daniel James hay cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Anthony Martial. Rõ ràng, không thể phủ nhận rằng Sancho đã có một trận đấu kém cỏi trước Wolves, nhưng với một màn trình diễn không thuyết phục trong lần đá chính đầu tiên dưới màu áo của câu lạc bộ mới, liệu đã đủ cơ sở để đánh giá anh là một bảng hợp đồng thất bại hay chưa? Tất nhiên là không, mà trái lại, còn quá sớm để huấn luyện viên Solskjaer lo lắng về việc Sancho sẽ trở thành bom xịt. Có nhiều lý do khiến Sancho mở nhạt trước Wolves, nhưng lý do chính nó đến từ chính việc màn chưa tất. Dễ dàng nhận thấy, Quỷ Đỏ đã không thể kiểm soát được thế trận và không triển khai được nhiều tình huống tấn công. Hơn nữa, cựu sao của Dortmund còn không ít lần phải lùi sâu và tham gia phòng ngự. Và hiển nhiên là anh chẳng thể bộc lộ hết phẩm chất đỉnh cao của mình. Nhìn vào biểu đồ nhiệt của Sancho trong trận gặp Wolves, chúng ta thấy anh hoạt động chủ yếu bên phần sân của Man United và lùi khá sâu so với vị trí của một tiền đạo cánh. Vì vậy, dễ hiểu khi Sancho chưa thể hiện được tài năng của bản thân. Tuy Sancho từng khoác áo của Man City, nhưng môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại Premier League so với các cầu thủ trẻ ở nước Anh là hoàn toàn khác biệt nhau. Hơn thế nữa, so với Dortmund, sơ đồ chiến thuật và cách triển khai tấn công của Man United cũng không có nhiều điểm tương đồng. Tất nhiên, Mesut Greenwood không hoạt động như một số 9 điển hình giống như tiền đạo mũi nhọn Erling Haaland. Đó là cả cứng của Sancho tại Dortmund và khiến cho tiền vệ này gặp không ít khó khăn trong việc đưa bóng vào vòng cấm dù đã đảo cánh liên tục. Rõ ràng, Sancho không thể nào lập tức tỏa sáng vì anh cần phải hoàn tất quá trình thích nghi không chỉ với môi trường Premier League mà còn với cả lối chơi của Man United nữa. Vì vậy, vấn đề của Sancho chỉ đơn giản là anh cần thêm thời gian mà thôi. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn